Cũng trong sáng nay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng viên say Phong Ma Chanh và phu nhân đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh tiếp đoàn. Tổng lãnh sự viên say Phong Ma Chanh cảm ơn những tình cảm thầm thiết của lãnh đạo và nhân dân thành phố dành cho Tổng lãnh sự quán Lào cũng như cá nhân của ông trong thời gian qua. Ông cho biết, nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng để để lại cho ông nhiều kỷ niệm sâu sắc Hy vọng lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho tân tổng lãnh sự trong nhiệm kỳ đến, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự viên Say Phong Ma Trần đã lãnh đạo tập thể cán bộ, nhân viên, tổng lãnh sự quán lầu tại Đà Nẵng đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành liên quan của thành phố dày công vùng đắp, qua đó gặt hái được những thành tựu đáng kể, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương lầu cũng như thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.